Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Phần tin thế giới, thưa quý khán thính giả. William Assange là chủ của WikiLeaks sẽ giành được cơ hội kháng cáo hiếm có. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao của Anh Quốc đưa ra phán quyết rằng Julian Assange, người sáng lập ra trang mạng WikiLeaks, có quyền kháng cáo để chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ. Hai thẩm phán người Anh cho hay nên mở phiên tòa phúc thẩm về trường hợp dẫn độ Assange. Nếu như bị dẫn độ sang Mỹ, thì người đàn ông này sẽ là công dân Úc phải hầu tòa về tội đăng tải các tài liệu ngoại giao và quân sự bí mật. Assange bị cáo buộc về tội danh làm gián điệp và phải đối mặt với án tù lên đến là 175 năm. Assange sẽ phải ngồi tù 5 năm ở tại nhà tù an ninh cao ở Belmarsh ở thủ đô London của Anh Quốc sau một thời gian dài tị nạn ở trong đại sứ quán Ecuador ở London. Năm 2019, Ecuador thu hồi quyền tị nạn chính trị của Assange và cho phép cảnh sát của Anh bắt giữ ông này ở tại đại sứ quán nước này ở London. Một tòa án của Mỹ đã truy tố Assange theo đạo luật gián điệp của năm 2017, một tháng sau khi ông này bị bắt giữ. Các luật sư của Assange lập luận cáo buộc chống lại người sáng lập WikiLeaks của Mỹ mang bản chất chính trị cũng như là sự trả thù của Hoa Thịnh Đốn bởi vì bị vạch trần những tội ác chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Tháng 1 năm 2021, một thẩm phán người Anh đã ra phán quyết chống lại việc dẫn độ Assange sang Mỹ với lý do là ông ấy có thể tự sát do điều kiện nhà tù khắc nghiệt ở Mỹ. Các công tố viên của Hoa Thịnh Đốn đã phản bác quyết định này, đồng thời bảo đảm đối xử tốt với Assange. Bộ trưởng nội vụ của Anh khi đó là Priti Patel đã ký lệnh dẫn độ Assange vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó thì Assange kháng cáo về lệnh dẫn độ nhưng đã bị thất bại một lần. Ông Poon tuyên bố những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ khủng bố nhà hát. Trong lần đề cập vụ khủng bố nhà hát Krokus ở ngoại ô Moscow, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu rằng chúng ta biết tội ác này do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Đó là những kẻ mang hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo cũng phải đối phó suốt nhiều thế kỷ. Đây cũng là lần đầu ông chủ Điện Kremlin nói rằng những phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện cuộc tấn công. Nhưng ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ về vai trò của Ukraine. Ukraine nhiều lần phủ nhận liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Ông ấy lại đổ lỗi cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về phát ngôn của người đồng cấp Nga và nói thêm rằng đối với ông Putin, mọi người đều là khủng bố. Bốn nghi phạm đêm 22 tháng 3 xả súng và phóng hỏa nhà hát Krokus City Hall ở ngoài ô Moscow, nơi có hơn 6.000 người tham gia sự kiện âm nhạc. Ít nhất 139 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Giới chức Nga dự đoán số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm do 97 nạn nhân đang nằm viện. ISIS-K, chi nhánh tại Afghanistan của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời đăng ảnh và video cho thấy 4 thành viên xả súng vào dân thường. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt 11 người, trong đó có 4 tay súng trực tiếp tấn công nhà hát Krokus. Tổng thống của Belarus kiểm tra vùng biên giới với Litva và cảnh báo rằng sẽ đáp trả vũ lực nếu như có khiêu khích. Tổng thống Belarus là Alexander Lukashenko tuyên bố rằng khi ông thị sát tiểu đoàn xe tăng đóng ở tại thị trấn Ashmiany, ngay giáp biên giới với Latvia vào ngày hôm nay, nói rằng mọi hành động khiêu khích đều phải bị ngăn chặn bằng biện pháp quân sự. Mọi hành động xâm phạm biên giới quốc gia sẽ kích hoạt mệnh lệnh bắn tiêu diệt. Tuyên bố của Lukashenko đề cập đến thị trấn Pabrady, nơi đặt căn cứ quân sự chủ chốt và thao trường huấn luyện thuộc cấp tiểu đoàn của quân đội Latvia. Truyền thông Belarus không nêu rõ đơn vị mà Lukashenko đến thăm. Nhóm giám sát độc lập Belarusky Gayun cho biết là quân đội của Belarus đã điều động lữ đoàn cơ giới số 19, bao gồm tiểu đoàn cơ giới độc lập số 1 và tiểu đoàn tăng độc lập số 4, cùng với hàng chục xe tăng chủ lực T-72B, cũng như xe chiến đấu bộ binh BMP và xe cơ giới đến khu vực Ashmany. Quan hệ song phương giữa Minsk và Vilnius đã xấu đi rõ rệt trong những năm gần đây. Trong bối cảnh là Litva, vốn là quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu và NATO, đã thể hiện sự ủng hộ phe đối lập để chống lại Tổng thống Lukashenko. Chính phủ Litva giữa tháng 8 năm ngoái cũng thông báo đóng 2 trong số 6 cửa khẩu với Belarus do bối cảnh địa chính trị, sau khi các tay súng Wagner tới quốc gia này. Ông Trump kêu gọi Israel kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Cựu Tổng thống Trump cảnh báo Israel rằng nước này đang mất dần sự ủng hộ của quốc tế vì chiến sự ở dải Gaza, đồng thời tái
kêu gọi chấm dứt cuộc chiến. Phát ngôn của ông Trump xuất hiện giữa lúc Washington bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo AFP, ông Trump đã nói với nhật báo Israel Hayom trong một cuộc phỏng vấn được công bố mới đây rằng Israel cần phải kết thúc cuộc chiến của mình, phải chấm dứt chiến sự, các bạn phải khép lại chuyện này. Tờ báo cho biết cuộc phỏng vấn được thực hiện vào cuối tuần trước. Ông Trump thường xuyên tự nhận mình là đồng minh lớn của Israel. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã ra quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và chính quyền của ông có vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho Hiệp định Abraham năm 2020. Thông qua hiệp định này, các nước Ả Rập bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Vốn tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai, người Palestine đã phản đối các chính sách của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với Israel Hayom, ông Trump công kích các chính trị gia đảng Dân Chủ, trong đó có lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer, vì họ chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Bộ Ngoại giao của Brazil vừa cho triệu tập đại sứ của Hungary đến để yêu cầu giải thích lý do mà ông Bolsonaro, tức là cựu tổng thống của Brazil, đã cư trú 2 đêm ở tại đại sứ quán Hungary ở thủ đô Brasilia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo tờ The Guardian đưa tin. Sự việc bắt đầu từ một đoạn phim được trích từ an ninh mà tờ The New York Times thu được, trong đó cho thấy là ông Bolsonaro đã ở trong đại sứ quán Hungary, cách dinh thự của ông ta không xa. Thời điểm mà ông Bolsonaro xuất hiện ở tại đại sứ quán Hungary diễn ra chỉ có 4 ngày, sau khi hai trợ lý của ông bị bắt bởi vì nghi ngờ âm mưu lật đổ chính phủ Brazil. Tờ The New York Times suy đoán rằng việc lưu trú của ông Bolsonaro cho thấy là ông ta đang tìm cách tận dụng vấn đề quan hệ của ông ta với Thủ tướng Hungary là Viktor Orbán để cố gắng trốn tránh hệ thống tư pháp của Brazil. Đại sứ Hungary được cho là đã giữ im lặng trong cuộc gặp kéo dài 20 phút với các nhà ngoại giao Brazil. Ông Bolsonaro cũng xác nhận thông tin là ông ta đã xuất hiện ở Đại sứ quán Hungary. Ông nói với trang Metropole của Brazil rằng sẽ không phủ nhận rằng mình đã ở trong Đại sứ quán. Tuy nhiên cho biết là ông chỉ nói chuyện với họ về những vấn đề có lợi cho đất nước. Luật sư của cựu tổng thống sau đó xác nhận thân chủ đã đến đại sứ quán chỉ để giữ liên lạc với chính quyền của một quốc gia thân thiện. Ông Bolsonaro đang phải đối mặt với hàng loạt những cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ tiêm chủng COVID-19, biển thủ các món quà đắt tiền của nước ngoài và nghiêm trọng nhất đó là âm mưu lật đổ chính phủ của người kế nhiệm. Mexico đưa quân đội tới Sinaloa tham gia chiến dịch giải cứu con tin. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador vừa điều động 1.800 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Mexico tới tiểu bang Tây Bắc Sinaloa để tham gia chiến dịch giải cứu con tin và truy quét tội phạm sau vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra cuối tuần qua. Phát biểu với báo giới ngày 25 tháng 3, Tổng thống López Obrador cho biết cảnh sát Mexico đã giải cứu 58 trong tổng cộng 66 người bị bắt cóc tại thành phố Culiacán của tiểu bang Sinaloa, trong đó có 36 người lớn và 22 trẻ em. Lực lượng hữu trách hiện đã bắt được 3 nghi can tình nghi liên quan, đồng thời nỗ lực điều tra và tìm kiếm số nạn nhân còn lại. Đề cập tới nguyên nhân vụ việc, người đứng đầu chính phủ Mexico loại trừ khả năng những hành vi đó nhằm chống lại người dân, cho rằng vụ bắt cóc do các băng đảng tội phạm đối đầu thực hiện nhằm thanh trừ lẫn nhau. Vụ việc trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi giới chức Mexico thông báo Samuel Ibarra Peralta, bí danh El Pia, trùm nhóm Los Chapitos, thuộc băng đảng tội phạm ma túy khét tiếng Sinaloa đã chết trong cuộc chiến giữa các băng đảng. El Salvador huy động gần 7.000 binh lính và cảnh sát để truy bắt tội phạm. Nhà chức trách ở El Salvador vừa cho biết, các lực lượng hữu trách đã bắt giữ được hàng chục nghi can thuộc về băng nhóm mang tên là Gang 18. Sau khi huy động được 5.000 binh lính và 1.800 cảnh sát, bao vây hang ổ của tổ chức tội phạm này ở tại bang miền Nam Chalatenango. Theo văn phòng của Tổng thống El Salvador, ngoài việc bắt giữ hàng chục nghi phạm liên quan đến 3 vụ giết người xảy ra vào cuối tuần trước, thì các lực lượng hữu trách cũng đã triệt phá được băng nhóm Gang 18 tại các khu vực San Jose, Cancasque, San Antonio, Los Ranchos, Puerto Nico và San Isidro, Labrador thuộc về tiểu bang Chalatenango. Tổng thống của El Salvador là Nayib Bukele nêu rõ, sau việc bắt giữ các nghi phạm và triệt phá hang ổ của gang 18 ở tại tiểu bang Chalatenango, thì các lực lượng hữu trách sẽ tiếp tục truy bắt các thành viên còn lại của nhóm này. Tuần trước, một số thành viên của gang 18 được cho là đã thực hiện 3 vụ tấn công vào người dân ở tại Chalatenango, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Tất cả các vụ tấn công được thực hiện bằng súng. Tháng 8 năm ngoái, nhà chức trách của El Salvador đã huy động 7.000 binh lính, 1.000 cảnh sát,
lắp đặt hàng rào an ninh ở quanh tiểu bang Cabanas để nhằm truy quét thành viên của các băng nhóm tội phạm đang ẩn náu tại đó. Thống kê chính thức cho thấy là trong hơn một năm áp dụng tình trạng khẩn cấp, lực lượng chức năng của El Salvador đã bắt giữ được hơn 75.000 thành viên của các băng nhóm tội phạm, trong đó có hơn 1.000 nghi can cầm đầu các băng nhóm. Béo phì là căn bệnh của nghèo đói. Nếu trước đây béo phì là căn bệnh của sự dư giả, thì nay căn bệnh này lại là biểu hiện của sự nghèo đói. Ông William Roberts, giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng gia Anh cho biết, đó là sự thay đổi mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Các chuyên gia đã đổ lỗi cho sự chênh lệch một phần là do giá thực phẩm lành mạnh như trái cây và rau quả tươi ngày càng tăng và có quá nhiều lựa chọn đồ ăn vặt mang về ở các khu dân cư nghèo hơn. Các chuyên gia kêu gọi ngành y tế giải quyết cuộc khủng hoảng, yêu cầu hành động đối với cả đồ ăn vặt và thực phẩm chế biến sẵn như từng được thực hiện với thuốc lá. Hồi đầu tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 1 tỷ người trên thế giới đang mắc bệnh béo phì, tương đương cứ 8 người thì có 1 người béo phì. Theo tổ chức này, số người mắc bệnh béo phì đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990 và nó thường phổ biến ở các nước nghèo và ngày càng nhiều trẻ em, thanh thiếu niên mắc bệnh hơn người lớn. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một cây cầu lớn bị sập ở Baltimore và lực lượng cứu nạn vẫn còn đang tìm kiếm người sống sót. Một tai nạn sập cầu xảy ra ở tại cảng Baltimore khi mà một con tàu container đã đâm vào cây cầu Francis Scott Key vào sáng sớm ngày hôm nay khiến cho cây cầu này bị sập và gần 20 người cũng như là nhiều xe hơi bị rơi xuống sông Tapasco. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm những người sống sót và dành sự quan tâm đặc biệt vào việc tìm kiếm cứu nạn ở trên dòng sông. Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Baltimore là Kevin Cartwright cho biết có đến 20 người có thể đã rơi xuống con sông cùng với nhiều phương tiện công cộng khác. Thống đốc tiểu bang Maryland là ông Westmore đã ban bố tình trạng khẩn cấp và công việc cứu nạn đang được thực thi. FBI cũng đã có mặt ở tại hiện trường để hỗ trợ điều tra. Thông tin từ cơ quan quản lý cảng Maryland cho thấy Baltimore là cảng bận rộn nhất của nước Mỹ về vận chuyển xe hơi, với hơn 750.000 chiếc xe được vận chuyển vào năm 2022. Vụ việc đã gây ra một quan ngại lớn ở trong cộng đồng và khiến cho giao thông cũng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Hiện nay vẫn chưa rõ rằng liệu có con tàu nào khác bị hư hại hay là hoạt động tại cảng đó có phải tạm dừng hay không. Tàu container được xác định là tàu Dali mang cờ Singapore đã va chạm với cây cầu, theo thông tin từ Synergy Marine Corps. Được biết là tất cả các thành viên của thủy thủ đoàn được xác định là không có báo cáo về thương tích nào. Bộ máy lãnh đạo của tập đoàn Boeing thay máu sau hàng loạt bê bối. Tập đoàn Boeing đang trải qua sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo sau hàng loạt bê bối và tai nạn trong ngành hàng không. Chuyên gia hàng không Michel Mezzulio nhấn mạnh, việc thay đổi nhân sự là cần thiết, tuy nhiên ưu tiên hiện tại là khắc phục vấn đề sản xuất. Ông Calhoun, CEO hiện tại của Boeing, sẽ rời đi cùng với ông Stan Deal, người đứng đầu mảng hàng không thương mại. Chủ tịch Larry Kellner cũng sẽ rời đi và ông Steve Mollenkopf sẽ thay thế vị trí này. Các thay đổi xảy ra sau vụ máy bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines gặp tai nạn, khiến hàng loạt người rơi vào tình thế nguy hiểm. Các cơ quan quản lý hàng không đang siết chặt giám sát và hạn chế sản lượng Boeing để bảo đảm an toàn và chất lượng. Giám đốc tài chính Brian West cho biết Boeing đã gặp khó khăn về sản lượng do chi phí vượt quá dự kiến. Michael O'Leary của Ryanair đã hoan nghênh các thay đổi nhân sự, nhấn mạnh tính cần thiết trong việc khắc phục vấn đề giao hàng. Tuy nhiên, bà Susanna Streeter của Hargreaves Lansdown lưu ý về thách thức lớn đối với giám đốc điều hành mới, nhấn mạnh vào việc cần phục hồi niềm tin an toàn và thay đổi văn hóa trong tổ chức. Về phản ứng từ thị trường, giá cổ phiếu của Boeing tăng 1,4% sau thông tin về những thay đổi này. Tuy nhiên, các hãng hàng không đang gặp khó khăn do thiếu máy bay và giá vé có thể tăng lên, ảnh hưởng đến hành khách trong mùa du lịch sắp tới. Tài sản của Donald Trump đã tăng được gấp đôi trong vòng một ngày. Trump Media, công ty truyền thông của ông Donald Trump, vừa thông báo hoàn tất việc sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. Công ty mới sẽ có tên là Trump Media and Technology Group, điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập vài năm trước. Cổ phiếu của họ bắt đầu giao dịch từ ngày 26 tháng 3. Digital World Acquisition Corp là một công ty thành lập với mục đích đặc biệt, hiện nay niêm yết ở trên sàn Nasdaq. Trump Media thông báo về kế hoạch sáp nhập với công ty này từ vài năm trước, tuy nhiên thương vụ đến gần đây mới được hoàn thành. Tin tức sáp nhập giúp cho cổ phiếu của Digital World tăng được 35% vào ngày hôm qua. Với giá trị hiện nay thì cổ phần của ông Trump ở trong công ty mới sẽ có giá là khoảng 4 tỷ Mỹ Kim.
Điều này giúp cho ông ta lần đầu được đưa vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Hãng này ước tính tài sản của ông tăng thêm được 4 tỷ chỉ trong vòng có ngày 25 tháng 3. Hiện nay ông Trump sở hữu 6.5 tỷ. Sau sát nhập, ông Trump là chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của công ty mới. Devin Nunes là CEO của công ty sau sát nhập, cho biết là doanh nghiệp này sẽ giành lại Internet từ tay các đại gia công nghệ. 6 tháng qua, cổ phiếu của Digital World tăng hơn được 170%. Các chuyên gia cảnh báo thị trường đang định giá quá cao về Trump Media. Công ty này chỉ đạt được có 3.4 triệu Mỹ Kim doanh thu trong vòng 9 tháng đầu năm ngoái, theo tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Khoản lỗ của họ trong thời gian đó là 49 triệu Mỹ Kim. Số người dùng Truth Social cũng đang co lại với tốc độ nhanh hơn là mạng X. Theo dữ liệu SimilarWeb, cho biết là số người sử dụng hàng tháng của Truth Social tại Mỹ ở trên iOS và Android hiện nay đã giảm đến 39% so với cùng kỳ của năm ngoái. Vụ án hình sự chi tiền bịt miệng của ông Trump sẽ xử ngày 15 tháng 4. Cựu Tổng thống Trump sẽ hầu tòa bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 về các cáo buộc khai gian trong hồ sơ tài chính liên quan đến các khoản chi trả tiền bịt miệng nhằm che giấu những cáo buộc ngoại tình liên quan đến cô đào Stormy Daniels. Nếu ngày xét xử được giữ nguyên, vụ truy tố này sẽ là vụ án hình sự đầu tiên trong số 4 vụ án hình sự của ông Trump được đưa ra xét xử. Phiên tòa ban đầu được ấn định vào thứ Hai 25 tháng 2 đã rơi vào tình trạng lấp lửng sau khi việc hủy tài liệu vào phút cuối khiến lịch trình phiên tòa ban đầu bị hoãn lại. Khi ấn định việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 15 tháng 4, chánh án Merkin cho biết ông không được thuyết phục trước những tuyên bố vô căn cứ về hành vi sai trái của cơ quan công tố của nhóm luật sư bào chữa cho ông Trump. Cụ thể, nhóm pháp lý của cựu tổng thống cho rằng các công tố viên đã che giấu hàng chục ngàn trang hồ sơ từ một cuộc điều tra liên bang về các vấn đề tương tự. Các công tố viên Manhattan lập luận vào tuần trước rằng không cần thiết phải trì hoãn thêm nữa và lưu ý các luật sư của ông Trump đang sử dụng một núi lý luận về những phát hiện vô giá trị. Các luật sư của ông Trump nộp 33.000 tài liệu trong quá trình điều tra, nhưng theo các công tố viên chỉ có khoảng 270 tài liệu có liên quan đến vụ án. Ra ngoài phòng xử, cựu Tổng thống Trump còn phàn nàn về phán quyết, tiếp tục dùng lập luận đây là hành động can thiệp bầu cử giữa lúc ông tranh cử. Phiên tòa sáng thứ hai trong vụ chi tiền bịt miệng xảy ra vào một ngày quan trọng đối với các vấn đề pháp lý của ông Trump. Với việc tòa kháng án New York đồng ý hoãn thu số tiền 454 triệu Mỹ Kim trong phán quyết vụ kiện dân sự khai khống tài sản, nếu cựu Tổng thống nộp bảo chứng ở 175 triệu Mỹ Kim trong vòng 10 ngày. Người phụ nữ Amish đang mang thai bị bắn vào đầu và đứa con trai 3 tuổi đã nhìn thấy kẻ sát nhân. Một người phụ nữ Amish đang mang thai đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công khi bà bị bắn vào đầu ở tại nhà mình. Theo các tài liệu của tòa án mới được tiết lộ, Rebecca Byler, 23 tuổi, đã bị giết ngay trước mặt cậu con trai 3 tuổi của cô. Theo cảnh sát, Sean Cranston, 52 tuổi, từ Cory của Pennsylvania, đã bị bắt và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm có giết người, trộm cắp và xâm phạm hình sự. Anh ta chưa đưa ra lời bào chữa nào và luật sư của anh ta cũng không trả lời bình luận nào về vấn đề này. Camera giám sát ghi lại hình ảnh một chiếc xe Jeep màu đỏ rời khỏi nhà của Cranston vào buổi sáng xảy ra vụ án và quay trở lại sau đó. Vào buổi chiều hôm đó, đoạn video cho thấy một người đàn ông da trắng có vẻ hói đầu ở nhà Cranston đang di chuyển đồ đạc vào một chiếc xe Jeep màu đỏ. Sau đó một đám cháy rõ ràng đã bùng lên. Mảnh găng tay cao su thu được từ hiện trường cũng được xác định khớp với chiếc găng tay được tìm thấy trong thùng rác ở nhà Cranston. Các tài liệu của tòa cho thấy là trước khi vụ án xảy ra, Cranston có những biểu hiện kỳ lạ. Người hàng xóm của Rebecca Byler cũng báo cáo về sự xuất hiện của đáng ngờ của một người đàn ông lái chiếc SUV màu đỏ và sau đó được xác định là Cranston. Câu chuyện chỉ được phát hiện khi mà Julie Warner, tài xế của gia đình nạn nhân, và Andy Byler là chồng của nạn nhân trở về nhà và phát hiện ra cái chết của cô. Điều này đã gây ra một làn sóng lo lắng ở trong cộng đồng khi một vụ án mạng ập đến ở ngay tại nơi an toàn và yên bình của một gia đình ở Amish. Ông gốc Việt ở Utah bị buộc 10 tội lủi xe vào nhiều phụ nữ đi bộ, gây thương tích. Theo thông tin từ đài KSL5 TV, biện lý Sim Gill của quận Salt Lake đã công bố ông Anh Duy Phạm, người Mỹ gốc Việt ở Utah, bị buộc 6 trọng tội cấp độ 1 về tội cố ý giết người và 4 trọng tội cấp độ 3 vì không dừng lại sau khi gây ra tai nạn gây thương tích. Theo hồ sơ của tòa án, Phạm gây ra 4 vụ tai nạn xe hơi nhắm vào người đi bộ trong khoảng thời gian 7 tháng. Theo đó, chiếc xe của ông đã hút vào nhiều nạn nhân. Các cơ quan thực thi công lực đã tiến hành điều tra và kết hợp với các công tố viên từ văn phòng biện lý quận để đưa ra các cáo buộc này.
Hồ sơ của tòa án ghi nhận nhiều trường hợp, trong đó có một người phụ nữ bị hất lên chiếc xe và sau đó té ngã xuống đất. Trong trường hợp khác, hai mẹ con bị tông khi đang đi bộ trên đường, gây ra nhiều chấn thương nặng. Một phụ nữ khác bị tông khi đang băng qua đường, gây ra thương tích nghiêm trọng. Cảnh sát đã xác định được chiếc xe màu trắng thuộc sở hữu của ông Phạm trong các vụ tai nạn. Sau khi được bắt giữ, ông này đã thú nhận là chiếc xe là của mình và ông là người duy nhất lái chiếc xe, dù lúc đầu ông cố giấu giếm thông tin. Cơ quan thực thi công lực cũng kêu gọi sự chia sẻ thông tin từ cộng đồng để giúp điều tra các vụ án tương tự trong tương lai. Hoa Kỳ đã khắc phục xong mẫu pháo lỗi ở trên tiêm kích F-35A. Giới chức Hoa Kỳ thông báo là pháo Go-22A ở trên tiêm kích F-35A đã được cải thiện sau nhiều năm khắc phục vấn đề về phần cứng và phần mềm. Phát ngôn viên của văn phòng chương trình F-35 thuộc về Ngũ Giác Đài vừa cho biết, sau khi làm việc với không quân và các đối tác ở trong ngành công nghiệp quốc phòng, văn phòng này có thể tuyên bố rằng pháo Go-22A đã được cải thiện và đạt được hiệu quả. Văn phòng cho biết là sẽ tiếp tục hoàn thiện nó để nhằm gia tăng tối đa hiệu quả tác chiến. Tập đoàn Lockheed Martin bắt đầu phát triển tiêm kích F-35 từ năm 1995. Biến thể F-35A lần đầu cất cánh vào năm 2006. Dự án có trị giá 1.500 tỷ Mỹ Kim là một trong những chương trình vũ khí đắt đỏ nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ, nhưng đã gặp đến hàng loạt trục trặc và vấn đề về kỹ thuật. Ngũ Giác Đài giữa tháng 3 phê chuẩn quá trình chế tạo với năng lực tối đa của nhà sản xuất, đánh dấu kết thúc giai đoạn thử nghiệm máy bay kéo dài 17 năm. F-35A là phiên bản tiêm kích tàng hình được phát triển cho không quân của Mỹ và các nước đồng minh. Đây là biến thể nhỏ và nhẹ nhất ở trong dòng F-35, có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với mẫu F-35B của Thủy quân Lục chiến và F-35C của Hải quân. Mỗi chiếc F-35A có giá xuất xưởng là khoảng từ 80 đến 90 triệu, tùy lô sản xuất, chưa bao gồm có vũ khí và phụ tùng đi kèm. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Á Châu. Taliban sẽ ném đá đến chết phụ nữ ngoại tình. Thủ lĩnh tối cao Taliban, ông Hibatullah Akhundzada tuyên bố lực lượng này sẽ đánh roi ở nơi công cộng hoặc ném đá đến chết với các phụ nữ ngoại tình. Đây được xem là tuyên bố quyết liệt nhất của thủ lĩnh Akhundzada từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Thủ lĩnh tối cao Taliban cho hay tất cả những điều này trái với nền dân chủ của các nước phương Tây, nhưng họ sẽ tiếp tục làm như thế và nói thêm rằng họ làm điều này để bảo vệ nhân quyền, nhân danh Thượng Đế. Akhundzada chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, chỉ có vài bức ảnh cũ trên truyền thông. Thủ lĩnh tối cao Taliban được cho là đang ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan. Trong thông điệp, ông Akhundzada nói quyền phụ nữ mà cộng đồng quốc tế ủng hộ đi ngược cách diễn giải của luật Hồi giáo Sharia. Ông nói sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại phương Tây thêm 20 năm, thậm chí hơn nữa. Theo thủ lĩnh Taliban, việc phương Tây rút quân khỏi Afghanistan không đồng nghĩa với mọi chuyện đã kết thúc. Taliban tuyên bố đã thay đổi nhiều so với thời kỳ nắm quyền hơn 20 năm trước, khẳng định đang cho phụ nữ hưởng các quyền theo luật Hồi giáo và văn hóa Afghanistan. Tuy nhiên, phụ nữ Afghanistan ngày càng phải đối mặt với nhiều hạn chế kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền. Theo Washington và London, thì Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng, với mục tiêu bao gồm có hàng triệu người, trong đó có các dân biểu, học giả, nhà báo cũng như là các công ty và nhà thầu quốc phòng. Giới chức của Anh và Mỹ cũng đặc biệt đặt những cái biệt danh cho nhóm tin tặc là Advanced Persistent Threat 31 hay là APT-31 và cáo buộc nhóm này có liên quan đến Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc. Các giới chức của Hoa Thịnh Đốn nói rằng hoạt động gián điệp kéo dài hàng thập niên đã làm tổn hại đến các nhà thầu quốc phòng và nhiều công ty của Mỹ. Phía Mỹ thì cho biết, ngay cả vợ hoặc là chồng của các giới chức cấp cao và dân biểu của nước này cũng là những mục tiêu. Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở cả Anh và Mỹ đều bác bỏ thông tin này, nói rằng đó là những lời tố cáo không có cơ sở. Đại sứ quán Trung Quốc ở London gọi cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý. Tờ Global Times dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước nên đưa ra tuyên bố dựa trên bằng chứng thay vì là bôi nhọ người khác mà không có cơ sở thực tế. Trong những năm gần đây, thì Bắc Kinh cũng lên án những hoạt động tấn công mạng của phương Tây. Năm ngoái, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã nhiều lần xâm nhập vào hệ thống của công ty viễn thông Huawei Technologies của Trung Quốc. Israel rút phái đoàn đàm phán Doha về nước đẩy mạnh tấn công Gaza. Tiếp tục các phản ứng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn, chính phủ Israel quyết định triệu hồi đoàn đàm phán về nước.
Trên thực địa, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp dải Gaza, trong đó có thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong những giờ qua, quân đội Israel tiến hành tổng cộng 60 cuộc oanh tạc vào các mục tiêu ở Gaza. Phần lớn các cuộc oanh tạc này nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh tiến đánh các cứ điểm của Hamas, bao gồm các hầm ngầm và tòa nhà. Trong khi đó, truyền thông Ả Rập cho biết các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Gaza trong ngày hôm nay khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường. Đáng chú ý, một số nguồn tin nhận định tần suất các cuộc tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Rafah có chiều hướng tăng lên. Theo một số chuyên gia, với việc đẩy mạnh hoạt động chiến sự tại Gaza, đồng thời đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán Doha do Mỹ, Ai Cập và Qatar bảo trợ, Israel đang tiếp tục phớt lờ và thách thức các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về sớm chấm dứt đổ máu tại Gaza. Mới nhất là nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 25 tháng 3. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không cử phái đoàn như dự kiến đến Washington sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đường ống dẫn dầu Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng cửa sau khi các công ty dầu mỏ từ chối giao dầu thô của người Kurd cho chính phủ liên bang của Iraq để xuất cảng. Việc này làm ảnh hưởng đến nguồn cung quan trọng ra thị trường toàn cầu và khiến cho Iraq mất hơn 11 tỷ Mỹ Kim doanh thu. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là đường ống đã sửa chữa được hoàn toàn và sẵn sàng hoạt động, nhưng vấn đề tài chính và pháp lý vẫn khiến cho nó phải đóng cửa. Các công ty ở Kurdistan muốn được trả giá dầu gấp 3 lần so với mức phí ở Iraq và xóa bỏ các khoản phí trước đó. Trong khi đó, Iraq đã cam kết giảm sản lượng dầu xuống còn là 3.3 triệu thùng một ngày để bù đắp cho việc sản xuất vượt quá giới hạn. Việc này gây ra xung đột với chính sách chung của Iraq là nguy cơ mất đi uy tín quốc tế. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến sản lượng dầu mỏ của Iraq trong khuôn khổ tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ của Iraq. Iraq đã vượt quá giới hạn sản xuất và gặp nguy cơ sẽ bị trừng phạt. Đường ống dẫn dầu Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ dài 970 cây số, gồm có hai tuyến đường ống song song với công suất danh nghĩa đó là 1.6 triệu thùng trong một ngày. Tờ Arabian Gulf Business Insight gọi đường ống dẫn dầu Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq là tuyến huyết mạch, mang lại nguồn thu thiết yếu cho khu vực bán tự trị của người Kurd ở tại Iraq và cũng là nguồn cung cấp dầu thô chính cho các nhà máy lọc dầu ở thị trường của Địa Trung Hải. Đài Loan tập trận với tên lửa Patriot của Hoa Kỳ. Theo hãng tin AFP, không quân Đài Loan cho biết họ đã tập trận từ 5 đến 7 giờ sáng 26 tháng 3 với sự tham gia của tên lửa nội địa Skybow cung trời và tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất cùng với các đơn vị lục quân và hải quân. Theo không quân Đài Loan, mục đích là để kiểm tra khả năng chỉ huy và kiểm soát các hoạt động phòng không chung giữa ba quân chủng và cho biết cuộc tập trận đã diễn ra suôn sẻ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường độ huấn luyện để ứng phó với các mối đe dọa. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết phát hiện 13 máy bay và 7 tàu hải quân Trung Quốc quanh đảo Đài Loan trong 24 giờ, tính đến 6 giờ sáng ngày 26 tháng 3. Thời gian qua, máy bay chiến đấu và tàu của Trung Quốc duy trì sự hiện diện gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan khi Bắc Kinh tăng cường sức ép lên hòn đảo này. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ dùng biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước. Trong khi đó, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo phòng vệ theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Hiện Mỹ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Đài Loan. Ngày hôm nay, một vụ đánh bom liều chết xảy ra. Chúng một đoàn xe chở kỹ sư Trung Quốc là những người đang làm việc ở một dự án đập phía tây bắc của Pakistan. Nhóm kỹ sư nói trên đang trên đường từ Islamabad đến khu vực ở gần công trình, vùng núi của quận Dasu thuộc về tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Theo lời lãnh đạo của cảnh sát của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, có 5 người Trung Quốc và một người Pakistan vốn là tài xế đã bị chết ở trong vụ đánh bom này. Reuters đã lưu ý đây là vụ tấn công lớn hàng thứ ba nhắm đến yếu tố Trung Quốc hoặc là lợi ích của Trung Quốc ở tại Pakistan chỉ trong vòng có một tuần. Trước đó đã có hai vụ tấn công nhắm vào một căn cứ không quân và một cảng chiến lược thuộc về tỉnh phía tây nam của Balochistan, nơi mà Trung Quốc đang đầu tư đến hàng tỷ Mỹ Kim và nhiều dự án hạ tầng cơ sở. Theo Reuters, đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này. Pakistan đã có những bất ổn về an ninh với hai nguồn chính thuộc về Hồi giáo cực đoan và các tay súng dân tộc thiểu số. Hãng tin này cũng lưu ý các tổ chức Hồi giáo thường hoạt động ở tại vùng Tây Bắc của Pakistan, tức là khu vực xảy ra vụ đánh bom liều chết vừa qua. Các cuộc tấn công liên tiếp trong một tuần liên quan đến yếu tố của Trung Quốc đã diễn ra trong thời điểm nhạy cảm.
Một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết, ông Shehbaz Sharif sắp đi thăm Trung Quốc, và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông ta kể từ khi ông nhậm chức sau cuộc bầu cử hồi tháng 2. Mắc kẹt dưới cống vì trốn cảnh sát, tờ The Guardian hôm nay 26 tháng 3 đưa tin một người đàn ông 38 tuổi ở Úc, trong lúc cố gắng trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, đã chui xuống cống thoát nước mưa ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland và mắc kẹt trong đó. Lực lượng cứu nạn Úc đã tìm thấy và giải thoát cho người đàn ông này. Người này cho biết bị mắc kẹt dưới cống suốt khoảng 36 giờ trước đó. Hai đội cứu nạn đã được điều động đến hiện trường. Lính cứu hỏa chỉ cần nâng nắp cống lên để người đàn ông có thể trèo ra ngoài. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Queensland vừa phát hiện người đàn ông này là hành khách trên một chiếc xe có liên quan đến hai vụ va chạm xe hơi ở vùng ngoại ô Kangaroo Point vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng 24 tháng 3. Theo phía cảnh sát, khi một đội tuần tra đuổi theo xe hơi Ford Falcon ở Kangaroo Point, thì xe này lùi lại và đâm vào xe của các cảnh sát. Vụ việc đã gây ra hư hại đáng kể cho chiếc Ford và làm xe cảnh sát hư hỏng nhẹ. Các cảnh sát không bị thương. Không lâu sau đó, chiếc Ford đã bỏ trốn khỏi khu vực và đâm trúng một chiếc xe khác gần đó. Ngay sau vụ việc, những người ngồi trên chiếc Ford đã bỏ chạy khỏi khu vực. Người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định, chỉ trầy xước nhẹ và cảm lạnh do ở ngoài trời quá lâu. Cảnh sát đang lấy lời khai từ người này và tiếp tục truy tìm những người khác trên chiếc xe Ford. Và sau đây là những phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam là Bùi Thanh Sơn ở Hoa Thịnh Đốn và đã đề cập đến vấn đề nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ trong thông cáo báo chí cho biết, cả hai ông thảo luận về việc mở rộng hợp tác về nhân quyền, an ninh, giáo dục, văn hóa. Theo Reuters, các nhóm nhân quyền bao gồm có tổ chức ân xá quốc tế đã cáo buộc Tổng thống Biden đã gạt các vấn đề nhân quyền sang một bên trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Trong chuyến thăm đó, Tổng thống Biden cho biết là đã nêu vấn đề nhân quyền với các giới chức mà ông nói chuyện. Ngoài ra, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Việt Nam cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác ở trong lĩnh vực bán dẫn và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hoa Kỳ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc bằng cách mở rộng sản xuất ở trong nước và thúc đẩy thương mại với những đối tác đáng tin cậy. Trong khi đó, theo tường trình của báo chí nhà nước cho biết ở tại cuộc đối thoại, lãnh đạo hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và cùng nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 82, cũng như thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một DOC hiệu quả và thực chất. Đường dây buôn bán ma túy bằng máy bay từ châu Âu về Việt Nam bị phá. Công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo đã triệt phá một đường dây buôn ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Thuế quan thành phố Hà Nội cùng nhau triệt phá đường dây ma túy do một số người tại Hải Phòng móc nối với những đồng hương Việt Nam tại châu Âu để chuyển ma túy về trong nước tiêu thụ. Phương thức được sử dụng là dùng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để lập đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam. Ma túy dạng thuốc lắc được đóng vào hộp kim loại, ngụy trang dưới dạng hộp phô mai, thực phẩm chức năng để gửi về Việt Nam. Tổng số tang vật thu giữ được khoảng 45.000 viên MDMA, tổng trọng lượng gần 18 kg trong 27 hộp phô mai. Những người bị bắt gồm ông Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1987, ngụ tại Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1969, ngụ ở Nam Định, và ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1966, ngụ tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, 42 tuổi, còn được gọi là Shark Thủy, chủ tịch của E-Group, vừa bị công an bắt giữ và đối diện với các buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Công an, ông Thủy cùng với ông Đặng Văn Hiền là trưởng ban quan hệ cổ đông của công ty E-Game đã bị tạm giam sau khi cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp nhận nhiều đơn tố giác từ các nhà đầu tư về hành vi lừa đảo của họ. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và áp dụng những biện pháp pháp luật để thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi của người bị hại. Trong thông báo mới nhất, Trung tướng Tô Ân Sô kêu gọi những người mua cổ phần của ông Thủy cung cấp hồ sơ và tài liệu có liên quan để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Điều này xảy ra sau hàng loạt đơn tố cáo từ phụ huynh cho rằng công ty Anh ngữ Apex Leaders, tức là một phần của E-Group, đã chiếm đoạt tiền học phí khoảng 242.000 Mỹ Kim. Hồi tháng 1, ông Thủy đã thông báo về khó khăn đặc biệt khi mà một số phụ huynh bao vây các trung tâm của công ty để đòi lại học phí. Tuy nhiên, các phụ huynh lại cho rằng ông này cố tình làm mất niềm tin và muốn biến họ thành kẻ phá hoại khi các khoản hoàn phí đã chế hẹn từ trước đó.
Họ đòi tiền không phải là vì bất kỳ lý do nào khác, nhưng ông Thủy mô tả lại tình hình một cách không chính xác. Nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát Đặng Phương Hoài Tâm trong phiên tòa mới đây đã lên tiếng bào chữa, khóc lóc tại tòa khi bị đề nghị mức án cao ngang các người cấp trên. Bị cáo Tâm bày tỏ chỉ làm theo chỉ đạo, không ý thức được hậu quả của hành vi và kêu xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Tâm bị cáo buộc tham gia vào việc quản lý tài sản và giải quỹ số tiền lớn cho SCB cho bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn. Tuy nhiên, trong quá trình bào chữa, bà Tâm phủ nhận một số hành vi và chỉ nhận trách nhiệm của mình là tuân thủ chỉ đạo từ các sếp. Luật sư của bà Tâm lên tiếng nhấn mạnh trình độ và hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, đồng thời nêu rõ việc bị cáo chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên và không có ý định cá nhân. Họ đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bà Tâm dựa trên nhiều tình tiết nhân đạo và sự cống hiến tích cực trong quá trình điều tra. Tương tự, luật sư của Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, cũng đề nghị giảm nhẹ mức án đối với thân chủ của mình với lý do rằng bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo và không có lợi ích cá nhân trong việc tham gia vào các hành vi phạm tội. Báo VN Express mới đây cho đăng một bài, đó là ba người trong một gia đình bị thiệt mạng bởi vì bị ngạt khí ở dưới hầm biogas, nơi chứa nước thải phân heo. Vụ việc xảy ra ở một trang trại nuôi heo ở xã Hưng Lộc của tỉnh Đồng Nai. Theo người nhà của các nạn nhân kể lại, anh Nguyễn Trọng Thắng thấy cậu họ là Phạm Văn Thuận xuống dưới hầm biogas có chứa nước thải phân heo ở trang trại đã khá lâu mà không thấy lên cho nên xuống kiểm tra. Lúc này khi kiểm tra dưới hầm thì thấy ánh đèn pin từ dưới hắt lên. Bà Đỗ Thị Thu Thủy là mẹ của anh Thắng đã hoảng hốt xuống hầm ứng cứu nhưng đã bị ngất theo. Thấy vợ con bị nạn, ông Nguyễn Hoàng Việt leo thang xuống nhưng không chịu nổi mùi hôi nên quay lên và gọi cơ quan hữu trách hỗ trợ. Nhận được tin báo, công an của huyện Thống Nhất đến hiện trường đưa các nạn nhân lên. Tuy nhiên, sau khi lên được đưa lên từ hầm biogas thì cả ba người đã thiệt mạng. Ông Việt cho biết, vào năm 2013, gia đình của ông đầu tư trang trại nuôi 900 con heo cho một công ty ngoại quốc. Hố biogas nơi và vợ con và người anh họ bị thiệt mạng có diện tích khoảng chừng 9m², sâu 3m nằm ở trong hệ thống hầm biogas. Theo các chuyên gia, khí ở trong hầm biogas thực ra chính là khí metan, có tác dụng để làm khí đốt. Khi bất ngờ bị sộc khí này vào mũi thì có thể gây ngạt và dẫn đến tử vong. Cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít nhận 64 tỷ từ chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Ngày 26 tháng 3 tại buổi họp báo quý 1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó CO3 cho biết vụ án liên quan chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, khởi tố từ ngày 26 tháng 2 đến nay, tròn một tháng. Bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Ông Thành cho biết tại cơ quan điều tra Hậu khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành. Hậu chuyển cho Hoành số tiền 64 tỷ. Bước đầu, Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau. Thiếu tướng Thành cho biết thêm quá trình điều tra cơ quan công an đang tập trung đấu tranh, làm rõ, xử phạt những người vi phạm khác. Tất cả những người vi phạm đủ căn cứ sẽ bị khởi tố xử lý. Trước đó vào ngày 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 người khi điều tra mở rộng vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, trong đó có 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo hai địa phương gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Riêng ông Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện Ủy ban huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ủy ban chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán phải rà soát bảo mật hệ thống. Ngay sau khi sự việc công ty cổ phần chứng khoán VN Direct bị tấn công, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã lập tức gửi công văn số 1837 với nội dung cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch trực tuyến đến những công ty chứng khoán, yêu cầu phải thực hiện ngay những nội dung để nhằm bảo đảm sự hoạt động an toàn và ổn định cũng như thông suốt của thị trường chứng khoán. Trong khi đó, hai sở giao dịch chứng khoán tức là HOSE và HNX đều đã tạm ngừng kết nối đến công ty chứng khoán này. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, khách hàng vẫn chưa thể truy cập vào website và app giao dịch. Trong thông báo mới nhất, công ty chứng khoán này cho biết toàn bộ đội ngũ công nghệ VN Direct với sự phối hợp của các chuyên gia hàng đầu của thị trường đang tập trung để khắc phục hệ thống, đưa ra những tính năng cơ bản vào hoạt động phục vụ khách hàng. Hiện tại đội ngũ công nghệ của VN Direct đã có được mã khóa để khôi phục.
Tuy nhiên, do hệ thống dữ liệu quá lớn cho nên tốc độ phục hồi chậm hơn so với dự kiến. Đồng thời, công ty chứng khoán này khẳng định sự việc lần này không ảnh hưởng gì đến dữ liệu và tài sản của các khách hàng, cũng như là an toàn hoạt động của VN Direct. Công ty du lịch Việt như vỡ trận sau vụ khủng bố ở Nga. Vụ tấn công ở Moscow khiến khách dự kiến đi Nga lo ngại, muốn hủy các chuyến đi, khiến các công ty lữ hành gấp rút tìm cách rời tour đến mùa thu hoặc thay thế tour khác. Theo ghi nhận, các tour đi Nga khá im ắng từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra. Số ít mới mở lại có khoảng vài trăm suất đi dự kiến khởi hành sớm nhất từ tháng 5 và hầu như không có nhiều thay đổi về giá và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, chiều ngày 25 tháng 3, Tổng Giám đốc Việt Food Travel Phạm Duy Nghĩa nói đang trong tình cảnh như vỡ trận vì các tour khởi hành đi Nga dịp đêm trắng, tức cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, nhiều khả năng phải đổi hướng hoặc hủy bỏ. Các tour này có lịch trình tham quan St. Petersburg và thủ đô Moscow, nơi trải qua vụ tấn công khủng bố tối ngày 22 tháng 3, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Ông Nghĩa nói các tour đi Nga ở Việt Food Travel là một trong số ít tour khởi động lại từ năm ngoái và nhìn chung rất ít khách. Cuối năm ngoái, Liên minh Du lịch Nga ở Việt Nam gồm 6 công ty lữ hành lớn, dự đoán tình hình sẽ khá hơn trong năm nay, nên công ty đặt series vé máy bay Turkish Airlines và Qatar Airways cho hơn 10 đoàn với hành trình 9 ngày và bắt đầu khởi hành từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, ngay sau vụ khủng bố, rất nhiều khách yêu cầu hủy lịch trình, lấy lại tiền cọc. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Từ Los Angeles, bản tin cho biết là một cô gái giật súng của cảnh sát rồi tự bắn chúng mình khiến cho cô bị thiệt mạng. Cảnh sát đưa tin là một cô gái đã thiệt mạng sau khi giật súng của cảnh sát ở trong đồn và rồi tự bắn chúng mình. Vụ nổ súng xảy ra ở trong đồn cảnh sát Los Angeles ở City of Industry mới đây. Không rõ cô gái 17 tuổi này có vô tình hay là cố ý nổ súng. Theo Trung úy Spencer của Sở Cảnh sát, cô gái đi đến gõ cửa sở cảnh sát ở trên đường Hudson. Hai cảnh sát viên bước ra mở cửa. Khi bước vô thì cô gái giật được khẩu súng đeo ở trên người một cảnh sát viên. Trong lúc giằng co thì cô đã tự bắn chúng mình. Lính cứu hỏa công bố cô gái thiệt mạng ngay ở hiện trường. Đến nay, văn phòng giảo nghiệm tử thi vẫn chưa nhận diện được cô gái này. Cảnh sát cho biết là không bắn phát nào và không có cảnh sát viên nào bị thương. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát đã đến giải quyết vụ tranh cãi trong gia đình ở khu vực 300 đường Clintwood ở La Puente. Trước khi cảnh sát đến thì cô gái đã đi, nhưng không rõ là cô đi đâu, và cha mẹ nuôi của cô cho biết dường như là cô đang bị khủng hoảng tinh thần. Sở cảnh sát Los Angeles County ở City of Industry cách ngôi nhà xảy ra tranh cãi khoảng chừng một dặm. California cần thông qua luật cấp chi phí xét nghiệm DNA tìm tội phạm. Một đạo luật cung cấp chi phí cho việc xét nghiệm DNA để giúp tìm hung thủ hay tìm danh tánh nạn nhân có thể biến mất nếu Quốc hội California không thông qua dự luật mới. Theo đài ABC7, đạo luật là Prop 69 được cử tri bỏ phiếu thông qua vào năm 2004, xuất phát từ nỗ lực của ông Bruce Harrington để tìm ra hung thủ giết anh và chị dâu của ông năm 1980. Vào năm 2018, ông Tony Rakakis, chánh biện lý Orange County lúc đó, cho biết vụ án chỉ có thể được giải quyết bằng xét nghiệm DNA. Đó là một trong những vụ án hung thủ giết người hàng loạt được gọi là Golden State Killer, thoát khỏi công lý đến 40 năm cho đến khi có đủ công nghệ để nhận dạng và phát hiện nghi can có tên Joseph James D'Angelo. Đạo luật Prop 69 giúp nhân viên công lực khắp tiểu bang giải quyết nhiều vụ án kéo dài nhiều năm, nhưng có thể không còn chi phí nữa nếu các nhà lập pháp không thông qua dự luật AB 3042. Ông Rob Bonta, Bộ trưởng Tư pháp California cho biết AB 3042 sẽ tạo ra một nguồn tiền ổn định cho những chương trình xét nghiệm DNA như của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. AB 3042 do dân biểu Stephanie Nguyễn, đảng Dân Chủ Địa hạt 10, phụ tá thường vụ Hạ viện California làm tác giả và được ông Bonta bảo trợ. Hiện nay, đạo luật Prop 69 cung cấp 12 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho các phòng thí nghiệm của tiểu bang và công cộng, giúp tiểu bang tìm tội phạm và còn giúp thả những người bị tù oan. Đạo luật còn giúp xét nghiệm DNA của những người bị mất tích từ lâu, giúp nhiều gia đình tìm được người nhà. Ông Bonta cho biết đến nay, tiểu bang đã nhận dạng được hơn 2.000 người bị mất tích. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Tài xế xe tải tông chết người và rồi phân xác nạn nhân để giấu ở dọc đường. Tài xế xe tải Anthony Harris, 60 tuổi, vừa bị bắt ở Washington với cáo buộc tội giết người và chôn giấu thi thể của một phụ nữ ở tại Nam Dakota. Trước đó, cảnh sát phát hiện thi thể của Melody Gooch, 57 tuổi, không có đầu, ngay gần trung tâm du lịch ở Mitchell vào ngày 11 tháng 3. Theo bản khai bắt giữ,
Harris được cho là có liên quan đến vụ việc này. Sau khi một người gọi cảnh sát báo cáo về việc phát hiện ra thi thể của bà tại một trạm dừng xe tải. Thi thể bị phát hiện không có đầu và có những vết thương khủng khiếp. Cảnh sát đã xác định qua video an ninh rằng một chiếc xe tải giống với của Harris đã rời khỏi địa điểm nơi mà thi thể được tìm thấy và sau đó họ thấy Harris đang dừng ở một thùng rác và nhặt một vật thể. Harris bị cáo buộc phủ nhận việc biết bà Goetz ở đâu. Tuy nhiên, thông qua cuộc điều tra, cảnh sát đã liên kết Harris với cả hai hiện trường nơi thi thể được phát hiện và anh ta bị bắt giữ ở tại Yakima Wash ở trên cùng một loại xe tải giống như với chiếc được ghi nhận ở trong video an ninh. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết của Goetz và liệu Harris có đưa ra lời bào chữa nào hay không. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án này để làm rõ các chi tiết. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.